chấm thịt bán lên.
thì ăn ngô. Bên nhà một con tới thì ăn ngô, tôi ăn chốt với ngô. Ngô của tôi ngô chưa? Chốt mến. À, chốt ăn ngô. Chốt đấy. Đẹp. Tại hiện nó mở liệm với tính cái ghế của mày đi chồm. Ở đây, chó rồi, đã bình minh nhanh đó. Trên khoảng đó chồm rồi. Chó cái ngân thơ này. Ở đây đã khai nhà cái đáy á. Ở đây đã lương mà là một ôm tục trâu. Nó đang kiến răng cái lọc ở bên máy chứ. Chuối sắp. Mấy cái nhàm con ở đó, tôn cho chân. Thôi ta mấy này. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.